Trời đất quỷ thần ơi, mưa lớn tản thần luôn trời. Mưa vậy sao đi chơi được trời, sao đi thả thính được trời. Trời đất ơi, thả thính gì giờ này nữa mày? Bộ mưa lớn lắm hả Lu? Trời đất ơi, em ra ngoài em coi thử đi. Mưa gì đâu mà ngập đường, ngập sáng, ngập nhà. Xe cổ gì nó ngập tới cổ họng luôn. Trời đất ơi, có người còn bị té xe nữa kìa trời. Trời ơi, tội nghiệp hết sức luôn á. Mày diễn tả gì đâu mà lố lăng dữ vậy luôn. Có thiệt không? Thiệt má ơi, ra đây coi là biết liền à. Trời đất ơi, tôi coi mà tôi không chớp mắt luôn á. Mà mày tính đi đâu thấy mày than thở dữ vậy Lu? Thì đang tính tới Seoul Spa để trị mụn nè. Dạo này bay lắc nhiều quá thức đêm riết. Mặt nó nổi mụn quá trời. Mụn nào mụn nấy bự như cái tô vậy. Mặt thì nó hớp lại như cái tâm mà cái mụn thì như cái tô vậy. Bị chê quá trời luôn á. Bay lắc nhiều lên. Không những cái mặt của mày đâu, con cò của mày cũng giống như cái tâm của ngài á. Trời đất ơi, ông nhìn qua kia kìa. Nước nó chảy xiết y như là dòng sông vậy luôn á ông Khang. Thôi mày nhìn đi, tao không dám nhìn mấy cảnh tượng này đâu. Nhìn thấy thương thấy tội quá. Tao mà nhìn là tao khóc luôn á. Tôi khóc nãy giờ luôn rồi nè. Trời ơi má ơi, có chị kia chở đứa con bị té luôn rồi kìa ông Khang. Bà nội nó tại tôi không biết bơi chứ tôi biết bơi ra ngoài là tôi bơi tôi cứu người ta rồi. Trời, thiệt hả luôn? Không có sao vậy luôn? Không sao, hình như là có người đỡ rồi ông Khang, có người đỡ rồi. Có người từ ô tô bước xuống đỡ hai mẹ con họ đứng dậy rồi ông Khang ơi. Bởi tôi khổ cái đường Sài Gòn ghê luôn á. Năm nào cũng như năm nấy à. Đúng rồi ông Khang, năm nấy cũng y như năm nào à. Tôi thật sự không hiểu, tính mạng nó quan trọng bằng đồng tiền hay đồng tiền nó quan trọng hơn tính mạng nữa. Mà không ai dòm ngó gì hết trơn á. Dù có dòm có ngó thì cũng để đó không mà chứ không làm gì hết trơn. Chán ghê luôn ha ông Khang ha. Thôi mày cũng đừng dòm đừng có ngó gì hết trơn á. Mắt công người ta ngó người ta nhòm ta thấy mày là mày lên chảo nha con. Trời ơi lòng tôi bồi hồi không yên luôn ông Khang ơi, không biết khi nào mới tạnh mưa để tôi còn tới Seoul Spa để tôi gỡ mấy cái tô trên mặt của tôi xuống nữa trời. Người thì cái chán muốn chết luôn mưa hoài à trời. Nhìn mày ngồi nhúm vậy tao thấy mắc cười quá luôn ơi. Trời ơi nhìn nhúm như mới dễ thương cha nội. Ngày nào cũng bay cũng lắc nhiều lên đi con. Rí con ngày bị ngáo đá, tôi quay lại cắn tao, có ngày tôi cho mày lên chảo nghe không luôn. Trời đất ơi ông Khang ơi, mưa lớn quá kìa ông Khang ơi. Thôi mày đừng có đánh trống lảng nữa, ăn giọng bây giờ. Mà ông Khang à, không biết khi nào mới hết cái tình trạng ngập lũ lụt như vậy được hả ông Khang? Tôi nói đường xá gì đâu mà nhìn giống y chang như dòng sông nè. Hôm qua tôi mới coi phim Hàm Cá Mập với Răng Cá Sấu xong, tôi đang tưởng tượng ở ngoài đường mà có hai con đó xuất hiện chắc tôi chết quá ông Khang ơi. Có gì đâu, dân chúng đua nhau chạy có gì đâu con. Ba nghĩ nhìn cảnh tượng nó cũng đẹp mà. Đẹp bà nội tôi chứ đẹp. Bây giờ cứ 4 5 giờ chiều là y như rằng là ông trời ông cứ khóc hoài, không có đi đâu được hết trơn. Trời đất ơi xe mà quá cano luôn kìa ông Khang ơi. Mà cano là nó chạy không được ông Khang ơi, nó chết máy hết trơn rồi. Kinh dị thiệt quá trời. Thôi mày đừng có la làng la sớm á Lu ơi, tao mệt với mày quá. Mày la cỡ nào cũng không ai nghe được đâu. Đúng là cuộc đời này nó chán thiệt á.